Dương Dương, Lý Dịch Phong từng thân thiết nhưng sau hóa kẻ thù. Có một điều mà chúng tôi không biết các bạn có nghĩ tới không? Trong showbiz Hoa ngữ còn tồn tại kiểu bạn bè và kiểu thù. Nếu chỉ là đồng nghiệp bình thường và không giao thiệp gì thì đã đành. Nhưng nếu đã thân thiết với nhau, những ngôi sao chỉ còn lại hai con đường. Đó là mãi mãi làm bạn bè hoặc trở thành kẻ thù. Hai đỉnh lưu đời đầu là Dương Dương và Lý Dịch Phong chính là ví dụ điển hình cho việc này. Dương Dương và Lý Dịch Phong quen biết vào năm 2012 khi họ cùng hợp tác trong bộ Tiểu Thời Đại. Cũng nhờ bộ phim này mà Lý Dịch Phong ký hợp đồng với Hoan Thụy, cho nên nổi tiếng sau khi Cổ Kiếm Kỳ Đàm lên sóng 2014. Còn Dương Dương tới năm 2014 vẫn đang vật lộn tìm kiếm hướng phát triển mới. Anh kết thúc hợp đồng với Vinh Tín Đạt rồi chuyển qua Hoan Thụy. Lúc này khoảng cách địa vị của Dương Dương và Lý Dịch Phong thật sự khá lớn. Hoan Thụy chuyển thể Đạo Mộ Bút Ký vào năm 2014. Lý Dịch Phong được đảm nhận vai nam chính Ngô Tà, còn Dương Dương chỉ có thể làm nền cho người đồng nghiệp. Dù vậy, quá trình quay phim cũng khiến hai ngôi sao này trở nên thân thiết hơn rồi thành những người bạn ngoài đời. Nhưng trong showbiz Hoa ngữ, mối quan hệ bạn bè chỉ được duy trì lâu dài nếu như không có lợi ích chen vào giữa. Để rồi chính Dương Dương, Lý Dịch Phong đã cùng rơi vào hoàn cảnh như vậy. Thời điểm năm 2014-2015, Lý Dịch Phong đang là một ngôi sao cực kỳ nổi tiếng, nên Hoan Thụy nghiễm nhiên sẽ ưu ái chàng nam thần Cổ Kiếm Kỳ Đàm hơn. Những dự án cấp S cộng sẽ được giao cho anh. Dương Dương ở Hoan Thụy vừa mới có được một chút thành tích và anh cũng mong muốn có được vị trí nhất ca của công ty. Chỉ có điều cán cân của Hoan Thụy lại nghiêng hẳn về phía Lý Dịch Phong, khiến Dương Dương cảm thấy bất mãn với công ty. Và rồi mối quan hệ với Lý Dịch Phong cũng dần dần rạn nứt. Từ năm 2015, Dương Dương cùng người quản lý Giả Sĩ Khải rời khỏi Hoan Thụy, tự tạo lập bầu trời của riêng mình. Chỉ sau đó một năm, Dương Dương làm mưa làm gió trên màn ảnh với bộ Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên. Anh cũng nhanh chóng trở thành gương mặt được các nhà làm phim săn đón. Mức độ nổi tiếng của Dương Dương sau đó không hề kém gì Lý Dịch Phong cả. Hai người còn được xếp vào hạng ngũ tứ đại lưu lượng bên cạnh Lộc Hàm và Ngô Diệp Phàm. Những nỗ lực của Dương Dương đã giúp cho anh có địa vị ngang bằng với Lý Dịch Phong. Chỉ có điều nếu so về thực tích và giải thưởng thì Dương Dương quả thật vẫn còn kém xa Lý Dịch Phong. Ngay cả khi nam diễn viên Thanh Vân Chí nhận phải nhiều tranh cãi về diễn xuất cùng giải thưởng, nhưng những tranh cãi đó không là gì cả, Lý Dịch Phong vẫn nặng tay trên nhiều tài nguyên của Dương Dương. Bạn nhìn tài nguyên phim ảnh trong 6 năm qua của Lý Dịch Phong đi, toàn chất lượng hơn Dương Dương. Có câu đường dài mới biết ngựa hay, đủ để áp dụng vào trường hợp của Dương Dương và Lý Dịch Phong. Trong 2 năm trở lại đây, Lý Dịch Phong đuối dần trên đường đua với Dương Dương khi anh không thể truyền hình thành công, còn Mỹ Nam Em Là Niềm Kiêu Hạnh của anh lại gặt hái được một số thành tích đáng nể. Bộ đặc truyền Vinh Diệu mà Dương Dương dùng để truyền hình có thành tích khá ổn. Mới đây anh còn có cơ hội tham gia dự án điện ảnh chất lượng cao, Ngày Mai Quân Tiếp Viện sẽ đến. Tương lai của Dương Dương thực sự rất rộng mở. Cứ tưởng chúng tôi sẽ được thời tiếp cuộc đua giữa hai đỉnh lưu đời đầu, ai ngờ Lý Dịch Phong đã ngã ngựa trước, ra hạt ồn ào thời gian qua. Những chuyện cũ bị đào lại, dân tình mới tá hỏa khi biết Lý Dịch Phong từng hại Dương Dương thế thảm. Theo tin tức mà chúng tôi biết thì Lý Dịch Phong khi đóng phim từng bị tố lạm dụng thế thân, để tránh bị chỉ trích nên anh ta đã lôi Dương Dương ra làm bia đỡ đạn, tung thông tin bạn thân cũ sử dụng mặt nạ ra người để thế thân đeo vào đóng thai hộ. Dương Dương trở thành tâm điểm chỉ trích từ dư luận, thế là mối quan hệ giữa anh và Lý Dịch Phong càng trở nên gay gắt. Nhưng Lý Dịch Phong tạo nghiệp quá nhiều nên giờ bị nghiệp quật. Chúng tôi nghe nói không chỉ Dương Dương mà nhiều sao xì bít khác cũng vui mừng ra mặt khi anh ta rớt đài. Dương Dương nhận được rất nhiều lợi ích sau khi Lý Dịch Phong đi ăn cơm nhà nước. Giờ trong tứ đại lưu lượng thì sự nghiệp của anh ấy phát triển tốt nhất. Đối thủ Lộc Hàm thì đang hưởng thụ cuộc sống gần như về hưu. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.